Xin gửi lời chào bình yên, cầu chúc mọi điều may mắn và tốt đẹp nhất đến với tất cả mọi người. Xin mời quý vị cùng lắng nghe bộ sưu tập truyện trinh thám Z 28 của tác giả Người Thứ Tám. Vệ nữ đa tình, chương 10. Nhân viên tình báo sở đã theo Mai Sun từ biên giới về tận Cao Lun và chờ nàng đến nơi hẹn gặp mới ra tay. Đêm trước, trên đường biên giới, họ chia làm hai cánh, một cánh ở lại cầm chân Văn Bình, còn cánh kia bám sát Mai Sun. Nếu vậy, tại sao họ chưa bắt nàng ngay sau khi tới Cao Lun? Đó là một bí mật quan trọng mà Văn Bình chưa thể giải đáp. Nhưng trong khi ấy, khẩu súng lục đầu tiên đã chĩa thẳng vào ngực Văn Bình, kèm theo tiếng hô ngạo nghễ: "Giơ tay lên!" Bọn họ có cả thảy 4 người, toàn thể đều cao lớn, mặc quần áo mỏng và dắt giày nhẹ. Hai tên xuống trước, dí súng bắt Văn Bình đầu hàng. Hai tên sau giữ cánh tay Mai Sun, không cho nàng cử động. Họ không ngờ Mai Sun là một điệp viên giỏi cận vệ chiến, nên trong chớp mắt đã bị nàng quật đòn ngược lại. Nàng quay người nửa vòng, đánh bật tên đứng bên hữu, song tên phía tả đã kịp thời kềm chặt nàng lại và quặt tay nàng ra sau lưng. Dĩ nhiên, Văn Bình không phải là người chịu thua trận dễ dàng. Đối diện với hàng chục đối thủ, chàng vẫn tìm cách chuyển bại thành thắng cấp tốc. Huống hồ địch chỉ có 4 người. Cho dẫu địch được võ trang đầy đủ, chàng vẫn không sợ. Và lại, đang còn Mai Sun, chàng sẵn sàng hy sinh để giải thoát cho nàng. Hai bàn tay của Văn Bình vung lên nhất loạt. Ngón đòn xuất kỳ bất ý đã khiến cả hai đối thủ rớt súng. Văn Bình tiến lên một bộ, phóng ngọn cước bằng chân trái với ý định triệt hạ tên đứng gần chàng nhất và có bộ mã đồ sộ nhất. Gã khổng lồ trúng đòn vào bao tử, hự lên một tiếng, ngã nhào xuống vỉa hè. Bàn tay phải của Văn Bình chặt ngang nửa vòng, tên thứ nhì nằm theo êm ái như trái chín trên cây rớt xuống. Lực lượng địch đã thiệt hại phần nửa, Văn Bình tin tưởng là sẽ đoạt được phần thắng. Chàng hơi quyền tấn công hai tên còn lại. Tuy nhiên, tên gầy ốm nhất và săn sao nhất trong bọn lại chính là tên giỏi quyền thuật nhất. Văn Bình giật mình vì tên gầy ốm săn sao bề ngoài có vẻ vô tích sự này đã ung dung tránh đỡ miếng đòn ác liệt và đáp lễ bằng một tư thế già dặn về nhu quyền. Trung Hoa là quê hương của nhu quyền. Môn võ cắt sơn đá ngưu chạm nhẹ vào thân thể là mất mạng. Võ sĩ nhu quyền luyện được trưởng phòng cực mạnh. Mỗi khi vùng tay hoặc chân ra, một làn khí vô hình bay vào người đối phương, làm nát bấy lục phủ ngũ tạng. Lên đến trình độ cao siêu, nhu quyền còn có thể bọc ngoài da thịt một lớp giáp trụ đặc biệt, lúc cứng khi mềm tùy ý. Khi cứng, nó có thể làm những mũi gươm nhọn nhất đâm vào vai quằn, những lưỡi kiếm sắc bén nhất chém xuống cũng bị mẻ. Khi mềm, nó khiến võ sư nhu quyền có thể dùng bụng để hút đầu đối phương bị dính cứng như dán bằng keo, hoặc kẹp tay chân đối phương trong nách không sức mạnh nào rút ra được. Mấy năm trước, chàng đã có dịp so tài nhu quyền với nhân viên gián điệp địch. Lần ấy, tuy chàng thắng, song vì phải vận dụng tối đa chân khí để đối phó nên chàng đau nặng. Gần 3 tháng trời đăng đẳng, chàng nằm liệt trong dưỡng đường của sở. Tháng thứ nhất, chàng mỏi như tứ chi, mắt hoa đầu nhức, xương sống như bị gãy lìa. Mỗi khi ra ngoài phơi nắng, phải chống gậy hoặc có y tá xốc nách hai bên. Đến tháng thứ nhì, chàng mới xê dịch được bằng can. Mãi đến tháng thứ ba mới bắt đầu hồi phục. Biết chàng kiệt lực vì nhu quyền, ông Hoàng đã lo tầm bổ. Mọi thức ăn lạ miệng và đắt tiền nhất thế giới đều được đưa từ ngoại quốc về. Mặt khác, ông Tổng Giám đốc lại triệu thỉnh một võ sư chuyên về xoa bóp từ Đài Bắc tới, hàng ngày tẩm quất gân cốt cho Văn Bình. Sau lần ốm nguy hiểm đó, Văn Bình đâm ra tởn nhu quyền, vì nhu quyền là môn võ dễ thắng và cũng dễ chết. Phải mất nhiều công phu và tâm huyết mới luyện được nhu quyền. Luyện thần tài còn phải tiếp tục luyện thêm, luôn luôn giữ cho phong độ khởi sắc, nếu không sẽ xảy ra tình trạng gậy ông đập lưng ông. Tinh hoa nhu quyền sẽ trở thành nghịch khí, làm thương tổn nặng nề đến bộ máy thần kinh. Thấy đối thủ nhảy lùi một bước, ngậm miệng nín thở, tay khuỳnh ra, ngón tay cái hợp với ngón tay trỏ thành vòng tròn, Văn Bình biết là giây phút trọng đại sắp tới. Nếu đối thủ dày công luyện tập hơn, chàng sẽ mất mạng hoặc ít ra cũng bị trọng thương. Chàng liền bước tréo sang bên, bụng thóp lại, chuẩn bị đón tiếp. Đối thủ thở phù một tiếng ngắn thật mạnh, trong khi bàn tay phóng nhanh như chớp xẹt vào bụng chàng. Võ sĩ nhu quyền thường nhắm vào bao tử, gan ruột, nên Văn Bình đã đoán trước được dễ dàng ý định của địch. Thế đánh lợi hại của hắn vừa được tung ra,
Văn Bình đã chặn lại kịp thời với hai Atemi đồng loạt. Phát Atemi thứ nhất bằng sống bàn tay đánh vào huyệt Sali của địch ở cánh tay, cắt khuỷu tay 5 phân. Sali là một trong các mê huyệt trong Thiếu Lâm Quyền. Trúng đòn, nạn nhân thường sẽ bị tê liệt cánh tay trong một thời gian. Nhu quyền là môn võ bí truyền, giết người như ngoé, song lại mắc phải một số yếu điểm nghiêm trọng. Khi sử dụng nhu quyền bằng tay, thì những huyệt trên tay trở nên trống trải, dễ bị tấn công. Cánh tay của người từ đầu ngón lên tới nách gồm chừng 14 huyệt. Phía trước 7, phía sau 7, toàn thể đều là huyệt mê, nghĩa là chạm vào thì nạn nhân sẽ bị bất tỉnh hoặc tê liệt. Đối thủ đã khôn ngoan đứng né một bên, chết 45 độ để dễ bảo vệ yếu huyệt trên cánh tay. Nhưng cho dù khôn ngoan cách nào, hắn cũng không thể che kín một lúc 14 huyệt. Hơn nữa, đó là những huyệt rất dễ đánh. Phát Atemi thứ hai của Văn Bình được phóng ra bằng Hiza Ate, nghĩa là bằng xương đầu gối hướng vào huyệt Kinteki ở hạ bộ địch. Trước hai miếng đòn thần sầu của Văn Bình, gã nhân viên tình báo sở bắt buộc phải vẹo người thu đòn về và tránh cho huyệt Sali khỏi bị tổn thương. Song hắn không thể tránh luôn phát tấn công bằng đầu gối. Kết quả là hắn kêu hự một tiếng, rồi lao đảo trong vài giây đồng hồ. Nhờ công phu tập luyện, hắn không bị ngất, mặc dầu huyệt Kinteki bị đánh trúng phía ngoài. Trên thực tế, nếu bị đánh giữa huyệt Kinteki, nạn nhân có thể bị trọng thương hoặc mất mạng. Vả lại, mục đích của Văn Bình chỉ là ngăn chặn địch thi thố nhu quyền, chứ chưa muốn hạ sát. Chàng tiến lên, sửa soạn miếng đòn quyết định. Bàn tay thép nguội của chàng đã tập đánh Tamaki, tức là một bó đũa tre tròn, đường kính chừng 15 phân tây, bề cao chừng 2 thước, mà những võ sĩ nhu đạo thường dùng để rượt đòn Atemi. Võ sĩ nhu đạo tập đánh bằng Takemaki, đũa tre, Văn Bình lại còn bỏ thêm đũa kim khí vào. Vì vậy, Atemi của chàng thường có sức công phá ác liệt. Chàng định tận dụng giây phút loạn choạng của gã nhân viên tình báo sở để thanh toán với ngón Atemi thường lệ vào yết hầu. Từ xưa đến nay, không kẻ nào lãn Atemi của Văn Bình vào yết hầu mà không chết. Tuy nhiên, trong lúc say sưa tấn công, chàng quên bẵng tên thứ tư và cũng là tên địch cuối cùng. Hắn chế ngự Mai Sun một cách nhậm lẹ. Nàng đã ngã ngồi xuống lề đường, dường như bị mê man. Hắn lôi nàng lại xe hơi rồi quay ra tiếp tay bạn để đối phó với Văn Bình. Thoạt đầu hắn đứng yên, theo dõi cuộc quần thảo bằng con mắt bàng quang. Có lẽ hắn tin rằng bạn hắn có đủ tài nghệ để khuất phục Văn Bình bằng nhu quyền. Song cũng có lẽ hắn tin vào khẩu súng lục đen ngòm đang nằm trong tay, sẵn sàng can thiệp trong trường hợp bạn của hắn yếu thế. Và đến khi thấy Văn Bình cướp lại quyền chủ động, hắn liền nhảy vào vòng chiến, kề mũi súng vào lưng Văn Bình. Hắn la lớn, đứng thẳng, không được cựa quậy. Văn Bình xoay người, gạt miệng súng ra ngoài. Nhưng gã nhân viên hoa lục này không phải là tay mơ, nên Văn Bình vừa chuyển thế, hắn đã thu khẩu súng về, cắt chàng một thước, nghĩa là ở ngoài tầm phản công. Giọng hắn ngạo nghễ. Thôi ông, đừng hy vọng đoạt súng của tôi. Văn Bình lại tung bàn chân trái lên chạm cườm tay địch. Tuy nhiên, khẩu súng vẫn chưa bị rớt xuống. Nếu là so tài tay đôi, thì chàng chỉ cần vận dụng bàn chân phải là giải quyết được tình trạng chênh lệch. Nhưng khốn nỗi, tên gầy ốm săn sao đứng bên đã phục hồi phong độ và hơi súng vào hông chàng. Hắn nghiến răng ken két. Mày ngon lắm, nhưng chúng tao đồng hơn, có biết không? Phiền mày giơ tay lên, vì tao tin rằng mày là người biết điều. Tụi tao lại không thích nói, chỉ thích hành động. Còn Giao Long vùng vẫy trên biển cả, khinh rẻ thợ chài như bọt sóng. Nhưng sau khi ra khỏi mặt nước, thì còn thất thế hơn tôm tép tầm thường. Bị hai họng súng kèm hai bên, với hai đối thủ dày dặn kinh nghiệm chiến trận, điệp báo, chàng không thể không nhẫn nhục. Văn Bình bèn nhún vai. Thôi được, các anh đã thắng, bây giờ các anh muốn làm gì tôi? Tên gầy gò nhét mép. Mời thượng khách lên xe. Loại xe này hơi chật, không được thoải mái lắm. Xin thượng khách tha lỗi. Lẽ ra chúng tôi dùng Mercedes rộng hơn, nhanh hơn, đủ tiện nghi hơn. Văn Bình cướp lời. Anh đừng nói nhiều vô ích. Trước khi diễn thuyết, anh nên săn sóc sức khỏe cho người đàn bà yếu đuối mà các anh vừa đánh ngã một cách tàn nhẫn. Hắn cười nhạt với Văn Bình. Còn người như vậy mà anh cho là yếu đuối à? Có thể anh chưa biết, hoặc có thể anh biết mà cố tình quên. Mai Sun rất giỏi võ, chẳng yếu đuối chút nào đâu. Chàng đóng kịch sừng sốt. Người đàn bà là Mai Sun à? Anh có trí nhớ tồi thật. Phải, nàng là Mai Sun, người mà anh có bổn phận tiếp xúc tại trạm biên giới và đưa về Hồng Kông. Nhưng thôi, chúng tôi không có nhiều thời giờ tán gẫu với anh. Mời anh lên xe. Tên gầy gò, có lẽ là chỉ huy trong bọn. Giọng nói chắc nịch và ngạo nghễ của hắn chứng tỏ hắn coi Hồng Kông này là đất nhà an toàn của quốc tế tình báo sở.
cửa sau mở rộng, Mai Sun được dẫn lên trước, nàng tuân lệnh ngoan ngoãn như người máy. Văn Bình vừa ngồi xuống băng sau, thì tên gầy ốm đã đánh bá súng lục vào gáy, chẳng đau điếng nhưng vẫn còn tỉnh táo, chẳng loáng thoáng nghe tên gầy ốm ra lệnh, chụp túi vải vào đầu chúng nó. Văn Bình mở rộng mắt, xong chẳng nhìn thấy gì. Túi tre được may bằng thứ nhung đen dày, chàng đành ngã lưng vào đệm xe để nghỉ cho khỏe. Tên gầy ốm hăm dọa, lẽ ra tao bồi thêm cú nữa cho mày bất tỉnh, nhưng thôi, vì tình nhân đạo tao cố nương tay, xong nếu mày không tuân lệnh, bắt buộc tao phải làm giữ. Văn Bình nín thinh không đáp. Mũi chàng vừa ngửi thấy mùi thơm thức ăn quen thuộc. Ở Sài Gòn hoặc ở một vài thủ đô khác, chàng có thể dùng khứu giác để nhận ra đường phố. Mũi chàng phụ vào đôi tai rất thính đã giúp chàng đoán ít khi lầm. Mỗi đường phố đều có mùi thơm riêng của ban đêm, mùi nước sốt của món ăn Tây Phương, hoàn toàn khác với mùi thịt heo quay ở đại lộ Hàm Nghi, mùi cua rang muối tiêu của nhà hàng quốc tế, mùi vịt tế xuyên ở chợ lớn. Nhưng tại Hồng Kông, tài ngửi mùi thơm và nghe tiếng động của chàng đã tỏ ra bất lực, vì ở đâu cũng có mùi thơm giống nhau, ở đâu cũng có tiếng động giống nhau. Ở đâu chàng cũng chỉ ngửi thấy một mùi mỡ béo ngậy, mùi mồ hôi pha trộn với khói thuốc lá sợi vàng từ nhà hàng gắn máy điều hòa khí hậu toát ra, mùi phấn son giang hồ và mùi thuốc phiện nướng tròn trịa trên ngọn đèn dầu phụng. Và ở đâu chàng cũng chỉ nghe tiếng bài mặt trược xòa lạo xạo ngày đêm, đặc biệt là tiếng trò chuyện bàn bạc như thế cãi nhau. Xe chạy được một quãng thì bắt đầu lên dốc. Chắc hẳn đối phương đã đưa chàng tới một tòa nhà vắng vẻ ở gần biển, vì Văn Bình thoáng nghe có tiếng gió thổi vù vù và tiếng sóng rì rầm. Chàng nghe thấy tên gầy ốm dặn tài xế, giảm bớt tốc độ đi. Tài xế cãi, đại tá nói là trên đường về không được chạy nhanh hơn 60 dặm và không được chậm hơn 30. Văn Bình vừa phăng ra hai chi tiết đáng tiền. Thứ nhất, nhân viên chỉ huy cuộc rượt bắt chàng là đại tá. Thứ hai, mọi việc đã được bố trí tường tận từ trước. Ngay cả đến tốc độ tối đa và tối thiểu của xe hơi cũng được lưu ý đặc biệt. Nghĩa là quốc tế tình báo sở đã lo liệu chu đáo và cẩn mật. Trừ khi gặp may mắn khác thường, Văn Bình khó có hy vọng thoát hiểm dễ dàng. Tên gây ốm gắt, đồ ngu, mày phải biết tùy cơ ứng biến chứ. Sở dĩ tao yêu cầu mày giảm tốc độ là vì muốn kiểm soát xem có ai bí mật đi theo sau chúng mình không. Em không tin là họ biết đâu, từ trước đến nay họ chỉ là bọn mù và điếc. Mày đừng khinh địch, rồi có ngày chết mất xác đó con ạ. Nhìn kiếng chiếu hậu lần nữa xem sao. Em đã nhìn hơn chục lần rồi, anh cẩn thận quá. Theo em việc gì cũng có số, chẻ sợi tóc làm tư nhiều khi lại nguy hại. Thôi im đi, đừng có ăn ốc nói mò. Em nói thật đấy, năm ngoái bọn em mời anh xuống xóm ăn mừng. Anh đòi cho kỳ được một cô á vừa đi bác sĩ về và chê bọn em là bạt mạng, xuẩn ngốc, rốt cuộc. Thôi, mày đừng nhắc lại cái tai nạn nghề nghiệp của tao nữa. Chẳng qua vì tao không gặp hên. Tên tài xế ung dung cắm điếu xì gà kết xù vào miệng rồi rút hai tay ra khỏi vô lăng, đánh diêm châm thuốc hút. Tên gầy ốm đập mạnh vào vai. Mày chưa thấy gì ư? Tên tài xế giật mình. À, em bắt đầu thấy rồi. Một chiếc Fiat 124 mùi trần hai chỗ ngồi. Cách đây 10 phút, nó đã lẽo đẽo theo sau. Bây giờ mày tính sao? Chiếc xe cà rịt cà tang của mình không thấm tháp gì so với chiếc Fiat 124 chạy trên 160 cây số giờ này đâu. Em đề nghị mình giảm tốc lực. Vì nghe đề nghị của mày mà suýt nữa là sôi hỏng bóng không trên đường biên giới. Sắp đến ngã ba, mày mở đèn hiệu bên trái, nhưng khi đến nơi thì quẹo sang phải, nghe chưa? Vâng. Chạy được 50 thước, mày tắt hết đèn, quẹo bên mặt vào hẻm. Giữa hẻm tao có để sẵn một chiếc xe phòng hờ, xe Mercedes hẳn hòi. Lần này thì Fiat 124 chưa đến Fiat 2300, tao cũng coi là đồ bỏ. Nghe nói, Văn Bình toát mồ hôi. Trên đường từ Lowu về Kowloon, có lẽ địch đã theo chàng trên hai chứ không phải một xe. Một toán ở lại, toán kia chạy thẳng về trung tâm thành phố. Trong chớp mắt, tài xế đã lái xe vào hẻm. Văn Bình và Mai Sun bị dẫn xuống. Một phút sau, chiếc xe Mercedes nổ máy. Phía sau của Mercedes rộng rãi và tiện nghi hơn, nên Văn Bình cảm thấy thoải mái, nhưng chàng không nghe được tiếng động dọc đường nữa vì xe hơi gắn máy điều hòa khí hậu. Chàng khẽ bấm Mai Sun, nàng nhổm lên nhưng không nói gì. Tên gây ốm quát lớn, yêu cầu hai người ngồi yên. Xe hơi leo dốc rồi giảm tốc độ. Sau cùng tài xế lái xe vào gara rồi tắt máy. Văn Bình biết là xe vào gara vì chàng nghe tài xế bóp kèn inh ỏi và rủa tục tĩu vì cánh cửa mở chậm. Có lẽ cửa gara hơi chật nên tài xế phải lùi hai lần mới vào lọt. Hai tên nhân viên tình báo sở xốc nách Văn Bình đưa lên nhà trên. Túi vải được rút lên. Văn Bình dụi mắt và ngồi xuống chiếc ghế salon.
Đó là một bộ salon lập nhung đỏ khổng lồ của một hãng bên Pháp. Tủ kê sát tường đều mang nhãn hiệu Plaquelem, nghĩa là thuộc loại lớn quá khổ. Văn Bình có cảm tưởng như chú bé lạc vào giang sơn của ông khổng lồ, chẳng có thân hình vạm vỡ của người phương Tây. Song khi ngồi xuống ghế, lại lọt thỏm vào không khác gì con nhái bén. Trong phòng khách chỉ có một bức tranh duy nhất. Bức tranh sơn mài mô tả cảnh hoàng hôn trên sóng nước Hồng Kông. Bức tranh này cũng là một tác phẩm quá khổ, dài gần bằng chiếc Cadillac, loại xe dài nhất nhì thế giới trên 6 thước Tây. Điều làm Văn Bình ngạc nhiên là ngoài chàng ra, trong phòng không còn ai nữa. Chàng ngạc nhiên hơn nữa khi thấy ở góc phòng có một cái bàn dài chừng 15 thước, trên để toàn tàu thuốc lá và hộp diêm. Tính sơ sơ cũng tới ngót nghét 1.000 ống pip, đủ nhãn hiệu, đủ màu sắc khác nhau. Chủ nhân ngôi nhà này chắc phải là tỷ phú, và có cái thú sưu tập đồ vật cũ. Tuy không có thói quen sưu tập, Văn Bình cũng đã nghe nói tới nhiều. Một bộ trưởng của Hoàng đế Pháp Louis XVIII và tướng Vendôme cũng là người Pháp, đã sưu tập cả ngàn ống tẩu trên thế giới. Nhưng Văn Bình thấy chủ nhân tòa nhà này thu nhặt được những ống tẩu quý giá hơn nhiều. Những hộp diêm xanh đỏ trắng tím vàng xếp hàng song song trên bàn phủ formica trắng làm Văn Bình quáng mắt. Chỉ đem bán đấu giá ở nơi công cộng, riêng những hộp diêm hiếm lạ này cũng mang lại cho sở hữu chủ hàng trăm ngàn đô la Mỹ. Tuy vậy, điều làm Văn Bình ngạc nhiên nhiều nhất là bọn nhân viên của địch đã gỡ túi che mắt và đưa chàng vào phòng khách một mình. Hồi nãy, chụp túi vải vào đầu, chắc địch không muốn chàng nhận ra lộ trình. Nói cách khác, chàng có hy vọng không bị thủ tiêu. Giờ đây địch lại cho chàng thấy rõ đồ đạc đáng giá. Ở Cảng Thơm, số tỷ phú nghiền thú sưu tập ống tẩu và hộp diêm thế giới chỉ có một hoặc hai người là cùng. Địch không giấu giếm, nghĩa là chủ tâm hạ sát chàng để bảo toàn bí mật. Sự việc mâu thuẫn này khiến Văn Bình hoang mang. Để vẻ mặt khỏi biến đổi, chàng cho tay vào túi rút thuốc Salem. Cánh cửa lim dày trước mặt chàng mở ra. Một người Trung Hoa tóc hoa râm đeo kính trắng gập đồi mồi, khuôn mặt xanh vàng như người mắc bệnh gan chậm chạp bước vào. Hắn mặc bộ com lê bằng lụa Ý Đại Lợi sang trọng và dẫn giày da cá sấu. Giữa cà vạt chễm chệ một viên kim cương óng ánh to bằng đầu ngón tay trỏ. Bán rẻ mạt, viên kim cương này cũng phải tới 10 triệu bạc Việt Nam. Hắn nghiêng đầu chào chàng giọng thân mật. Bọn nhân viên của tôi ít học nên hơi vô lễ. Xin lỗi anh nhé. Văn Bình cười nhạt. Anh muốn gì thì nói đi, đừng úp mở nữa. Ồ, bất cứ chuyện gì cũng phải có đầu có đuôi phải không anh? Quả chưa chín thì rung cây đến mấy cũng không rụng. Việc tôi mời anh về đây mới là giai đoạn khởi đầu. Dần dà rồi anh sẽ biết. Tôi hiểu rồi, các anh định mua chuộc tôi. Anh nóng nảy quá. Sự thật chúng tôi không dám nghĩ là có thể mua chuộc được anh. Vì người có bản lãnh như anh, đủ sức chống chọi ở Macau và trên đường từ biên giới về Kowloon, khó có thể là nhân viên trung cấp. Tất anh đã được huấn luyện đầy đủ để đối phó lại mỗi khi bị bắt. Và chắc chắn anh có nhiều kinh nghiệm hoạt động nghề nghiệp. Có lẽ anh cần hiểu rõ rằng chúng tôi có thừa phương tiện để hạ anh hoặc bắt anh dọc đường từ Lo Wu về. Nhưng chúng tôi kiên nhẫn đợi để ước lượng khả năng của anh. Anh quả là một điệp viên tài giỏi. Nhân danh quốc tế tình báo sở, tôi thành thật khen ngợi. À, anh là sĩ quan chỉ huy tình báo sở. Thôi anh đừng giả vờ nữa. Giữa đồng nghiệp với nhau, tôi đề nghị anh nên thành thật. Dĩ nhiên tôi không cầu mong anh thành thật nhiều. Chỉ thành thật tương đối cũng đã đủ. Anh dư biết tôi là sĩ quan cao cấp tình báo sở. Quân hàm của tôi là đại tá. Cũng như anh, tôi mang tên giả trong khi hoạt động ở hải ngoại. Tên giả của tôi lại mỗi lúc một thay đổi. Vì vậy, có cho anh biết cũng vô ích. Đề nghị anh gọi tôi là Đại tá R. Kính chào Đại tá R. Còn anh là ai? Phiền anh đợi một thời gian nữa. Anh muốn giấu thì thôi, tôi sẵn sàng chịu ý. Xong tôi cần nói rõ với anh là thái độ ngoan cố này rất bất lợi cho anh. Khi đặt chân vào tòa nhà này, nhân viên của tôi đã chụp hình anh thành nhiều tấm. Giờ này phim nhựa đã tới đồn biên giới. Trong vòng 12 giờ tôi sẽ biết căn cước thật của anh. Hầu hết nhân viên điệp báo, trung và cao cấp trên thế giới đều được chúng tôi chiếu cố đặc biệt. Tại Bắc Kinh, tình báo sở có một thư khấu khổng lồ, không thua gì thư khố của SMAC Soviet hay là của CIA Hoa Kỳ, và trên nhiều khía cạnh còn có phần đầy đủ hơn nữa. Chúng tôi có một nhà điệp ảnh, bạn cũng như thù đều được sưu tập. Bên cạnh nhà điệp ảnh là nhà tướng mạo. Nếu bức hình của anh chưa giúp chúng tôi phân ra căn cước thì vẫn còn dấu tay. Tưởng anh nên biết là chúng tôi đã lấy được dấu tay của anh. Nói như vậy tôi muốn cho anh hiểu rằng sớm muộn tình báo sở cũng khám phá ra căn cước của anh,
đó chỉ là vấn đề thời gian, nên tốt hơn là anh nên nói thật. Và thái độ của anh sẽ được coi là căn bản hợp tác giữa anh và tình báo sở. Hợp tác như thế nào? Tôi chưa có chi tiết. Tuy nhiên ngay bây giờ tôi có thể cam kết là anh sẽ được trọng dụng xứng với khả năng. Anh sẽ lưu lại đây một thời gian ngắn rồi lên đường đi Hoa Lục. Thế còn số phận của Mai Sun? Tôi không đủ thẩm quyền để quyết định số phận của nàng. Theo lệnh trên, tôi chỉ việc bố trí bắt nàng và giao nàng cho Trung ương. Thế thôi. Ngoài ra tôi không còn trách nhiệm nào nữa. Anh muốn cứu nàng à? Dĩ nhiên rồi. Anh đa tình thật. Mới gặp một lần mà đã nặng tình như thể quen nhau từ lâu. Vậy tôi hỏi anh. Một phụ nữ nhan sắc như Mai Sun có đáng được anh mê say không? Đặt câu hỏi này chắc anh muốn tôi trả lời là có. Vì đàn ông biết thưởng thức nghệ thuật thì không ai cầm lòng được sắc đẹp kỳ lạ của nàng. Nhưng tôi lấy làm tiếc phải trả lời là không. Bình sinh tôi kỵ đàn bà. Có lẽ đó là tâm bệnh. Nhưng cũng có lẽ vì tôi hoạt động lâu năm trong nghề kỷ luật thép của tổ chức, làm tình cảm riêng bị hủy diệt. Nhưng dù sao tôi cũng kính phục anh. Mai Sun chưa hề yêu ai. Nhiều nhân viên cao cấp ở Hoa Lục để ý đến nàng và có đủ điều kiện mang lại hạnh phúc cho nàng, nhưng nàng vẫn dửng dưng như không. Cảm ơn anh đã quá khen. Tôi nói thật đấy, Mai Sun đã trao những gì cho anh? Văn Bình nhìn vào giữa mặt đại tá R. Anh hỏi quá sớm. Nếu nàng đã trao tài liệu cho tôi trên xe hơi, tôi cũng sẽ nói là không. Vì dạ gì tôi nói thật trước khi biết rõ và nắm chắc trong tay những đề nghị cụ thể của các anh. Trong trường hợp nàng không đưa gì cho tôi cũng vẫn giữ thái độ im lặng. Đại tá A cười nhạt. Tôi hiểu rồi, anh muốn dùng để mặc cả. Tôi không cưỡng ép anh nữa. Thôi chào anh, tôi bận việc phải ra ngoài một lát. Tôi cố gắng mời anh về Trung Quốc nội trong đêm nay. Nhưng nếu không kịp thì phiền anh ngủ lại đây. Nhân viên của tôi sẽ dẫn anh sang phòng bên, anh sẽ gặp Mai Sun. Tôi không cấm anh trò chuyện với nàng. Nếu nàng ưng thuận, anh tha hồ muốn làm gì thì làm, bọn gác sẽ không can thiệp. Song có điều quan trọng mà anh cần khắc sâu vào óc là tòa nhà này được bảo vệ cẩn mật. Một con chim nhỏ cũng không hy vọng thoát ra ngoài. Trong nhà, ngày cũng như đêm, đều có một tiểu đội căn phòng võ trang toàn bằng súng máy. Ngoài vườn đội tuần tiễu lại có cả đại liên nữa. Nhân tiện, anh cũng cần nên biết rằng tòa nhà này vắt vẻo trên núi cách xa trung tâm dân cư đông đúc, lại gần bờ biển. Giá bom có nổ trong nhà, tiếng động cũng không lọt ra ngoài, huống hồ là tiếng súng. Nhân viên của tôi được lệnh bắn hạ không cảnh cáo. Vậy tôi yêu cầu anh nghiêm chỉnh, đừng dại dột để uống mạng vô ích. Đại tá A khịnh khạng đứng dậy, chợt nhớ ra, hắn chỉ cái bàn dài la liệt, ống điếu và bao diêm của mọi quốc gia trên thế giới, giọng đắc thắng. Cảm tưởng của anh ra sao? Văn Bình bĩu môi. Cũng khá. Nếu khá, tại sao anh lại bĩu môi? Xin anh tha lỗi, vì tôi vốn có tính bốp chát như vậy. Anh sưu tập được cả thầy bao nhiêu hộp quẹt? 3.000. Hơi ít, riêng tôi đã gặp những người sưu tập trên 35.000 hộp. Gần đây họ đã mở cuộc triển lãm hộp quẹt tại London. Anh có biết sưu tập không? Tôi cũng thích. Anh sưu tập loại gì? Mọi thứ can trên thế giới. Tôi được nghe một ông già 75 tuổi ở Pháp sưu tập được các thứ gỗ và đẽo gọt thành 900 cái can. Bộ can của tôi chưa được 900 cái, nhưng cũng không đến nỗi ít. Nhờ anh, tôi sắp kiếm thêm được mấy cái nữa. Vì sớm muộn tôi sẽ đọ quyền với anh và bọn đàn em chó chết của anh. Anh sẽ bị què chân và phải chống gậy sau ngày bình phục. Tôi sẽ xin cái can của anh để làm kỷ niệm. Đại tá A trợn mắt, bàn tay xòe ra như muốn đánh Văn Bình. Nhưng sau một giây suy nghĩ, hắn nhún vai bước ra cửa. Tên tài xế tiến lại, ấn mũi súng, ra lệnh. Còn chờ gì nữa? Mở cánh cửa bên trái mau lên. Văn Bình thản nhiên làm theo lời hắn. Phòng bên này hẹp hơn nhiều, song đồ đạc bày biện cũng thuộc loại khổng lồ. Mai Sun đang ngồi ủ rũ trong góc trên cái sofa rộng mênh mông. Nghe tiếng động, nàng ngước mặt lên. Văn Bình thoáng thấy hai má nàng giàn giụa nước mắt. Gã tài xế dặn Văn Bình. Phiền anh ở yên trong phòng, chúng tôi sẽ túc trực ngoài hành lang. Anh có cần gì thì hai thằng lùn sẽ lo liệu. Tưởng anh nên biết rằng bọn lùn này không nói những ngôn ngữ thông thường trên thế giới. Tuy thân hình bé nhỏ, nhưng võ giọng cũng không đến nỗi xoàng. Nếu anh thích, cứ thử thì sẽ rõ. Hắn đóng sầm cửa và khóa trái bên ngoài. Khi ấy Văn Bình mới nhận ra hai tên lùn. Cả hai đang ngồi vắt vẻo trên tủ buffet, lẹ làng nhảy vọt xuống. Chúng chỉ cao được trên dưới 9 tấc tây. Cả hai đều râu ria xồm xoàm, chứng tỏ đã ngoài tứ tuần. Và cả hai đều mặc đồng phục sơ mi ngắn tay và quần short trắng. Màu trắng của quần áo tương phản một cách trơ trẽn với màu da đen. Không phải đen vì rám nắng, mà là đen tự nhiên, dường như là da tây đen. Sự hiện diện của hai vệ sĩ lùn không làm Văn Bình sửng sốt. Từ lâu, chàng đã biết gián điệp địch sử dụng những người lùn.
SMEC Soviet lại còn đặt ra một cơ quan riêng để tìm kiếm đàn ông đàn bà lùn nhất thế giới để mang về một địa điểm hiểm trở gần Tây Bá Lợi Á hầu gây giống nữa. Tuy nhiên, Văn Bình cũng hơi bối rối vài giây đồng hồ vì đây là lần thứ nhất chàng được giáp mặt người lùn của quốc tế tình báo sở. Mấy năm trước, Nhân hoạt động với nữ điệp viên biệt vụ Ngọc Tú đánh lừa AU để nhảy dù xuống miền Bắc, Văn Bình đã có dịp chạm trán một toán người lùn của địch. Song bọn lùn hồi ấy đều là mũi lõ da trắng, dường như sinh quán ở Nga Xô, và đặc biệt là cao hơn hai tên lùn của tình báo sở đang đứng trước mặt chàng. Lời nói của ông Hoàng bên ly cà phê đen đặc xịt vụt trở lại trong ký ức Văn Bình. Chàng nhắc đến vụ người lùn của AU thì ông tổng giám đốc mở ngăn kéo rút ra một tập hồ sơ rồi nói: "Bọn lùn này rất lợi hại, song lè theo báo cáo của nhân viên từ Hoa Lục gửi về thì bọn lùn của điệp báo Trung Cộng còn lợi hại hơn nữa. Tôi được tin họ thiết lập một cơ sở thí nghiệm hợp chủng ở Hoa Bắc. Người lùn mua được hoặc bắt cóc được ở khắp nơi trên thế giới đều được bí mật chở tới đó. Một nhóm bác học phối hợp tinh trùng của các giống thấp nhất cấy cho đàn bà lùn độc nhất vô nhị. Tôi lại được tin đích xác là Trung Cộng phối hợp hai giống lùn, Onges và Ituri. Kết quả là người cao nhất chỉ độ từ 80 đến 90 phân tây là cùng. Đặc điểm của giống lùn hợp chủng này là thân thể mềm như bún. Chúng có thể cuộn tròn, nằm gọn trong hộp đàn vĩ cầm. Da chúng đen xì như than. Làn da này có một hóa chất kỳ lạ, khả dĩ biến thành tường đồng vắt sắt, dao đâm không thủng, và nhiều khi đạn bắn cũng không xuyên qua nữa. Gặp giống người lùn này, anh phải tuyệt đối thận trọng. Nhờ thấp nhỏ, chúng chạy nhảy nhanh nhẹn, không thua khí vượn trong rừng. Anh dùng dao hoặc súng đều vô ích. Muốn hại chúng, anh phải tập trung vào một yếu huyệt ở hai bên háng. Văn Bình hỏi, có phải là huyệt da cô? Phải, huyệt này là huyệt chết. Xin lỗi, tôi nghĩ là ông lầm, vì theo nhu đạo cũng như Thiếu Lâm Quyền, thì da cô chỉ là huyệt mê, từ bụng đến chân không có huyệt nào là huyệt chết. Văn Bình đinh ninh thời gian đã làm ông tổng giám đốc kém minh mẫn. Ông Hoàng là võ sĩ điểm huyệt cừ khôi, nhưng sau hàng chục năm giam hãm giữa bốn bức tường mốc và đống hồ sơ ngạt thở, có lẽ ông không còn trí nhớ sáng láng như thuở hoa niên đầy nhựa sống. Dù sao chàng còn trẻ hơn ông, chàng lại được huấn luyện thuần thục về nghệ thuật điểm huyệt. Vừa nâng ly cà phê nguội lặn lên môi sửa soạn uống, ông Hoàng lại đặt xuống. Phải, huyệt Gia Cô ở Bẹ, gần huyệt Kinteki ở chỗ hiểm. Đối với người thường thì huyệt Gia Cô cũng như huyệt Kinteki là huyệt mê, đánh mạnh vào thì chỉ ngất đi là cùng. Nhưng anh đừng quên rằng giống lùn không giống người thường. Vì vậy, huyệt Gia Cô đã trở thành huyệt chết. Điều này không phải tự tôi phỏng đoán mà là công cuộc nghiên cứu khoa học đặc trách quyền thuật. Nghe nói, Văn Bình cảm thấy ngượng ngùng. Chàng tin là óc ông Hoàng đã reset, ngờ đâu chính chàng mới bị reset. Ông Hoàng không đổi vẻ mặt và cũng không dùng lối nói dậy kiêu ngạo khiến Văn Bình hối hận, đứng trơ ra như phỗng đá. Ông Hoàng nhún vai. Cả tôi cũng lầm chứ không riêng gì anh. Trước đây tôi cũng tưởng Gia Cô là huyệt mê. Mãi sau này tôi mới biết cơ thể của giống lùn hợp chủng cũng khác với cơ thể của anh và tôi, nên chúng có sức chịu đựng dẻo dai và bền bỉ khác thường. Nếu gặp chúng, anh phải hạ độc thủ ngay. Và bây giờ, Văn Bình đã gặp chúng bằng xương bằng thịt. Chàng vẫy tay, giả bộ thân thiện. Chào hai anh. Một tên chống nạnh nhìn chàng trừng trừng rồi thốt ra một tràng tiếng nói lúng búng. Chàng đang chần chừ thì tên thứ hai đã chĩa súng lục vào người chàng với cử chỉ hăm dọa. Chàng phớt lờ, cất tiếng gọi. Mai Sun, nàng lại ngẩng đầu lên ngó chàng lờ đờ, rồi như hồi nãy lại lặng lẽ cúi xuống. Cặp mắt lạc thần và dáng điệu uể oải khác lạ này chứng tỏ nàng không còn ở trạng thái bình thường. Có thể nàng đã bị chích thuốc mê, cũng có thể đại tá A đã điểm huyệt nàng. Văn Bình tiến lại giọng thân mật. Em thấy thế nào, có mệt không? Nàng gật đầu mà không đáp. Chàng nắm cánh tay thì nàng rú lên như bị rắn cắn rồi vùng lên khóc nức nở. Trong khi ấy, hai tên lùn dựa lưng vào chân tủ cười sằng sặc một cách khả ố và khiêu khích. Lẽ ra, Văn Bình phải sấn tới quạt cho mỗi đứa một ATMI, xong chàng nén giận vì sực nhớ đến thân cá chậu chim lồng. Chàng phải nén giận để rình cơ hội giải thoát cho Mai Sun.